trò chơi bịt mắt tìm kiếm kho báu. Mỗi đội sẽ có mấy chiếc khăn nhỉ? Long mang mấy? 4. Thưa à? Khi nào hôm 1, 2, 3 chúng ta sẽ di chuyển lên và theo sự hướng dẫn, của thành viên đội mình tìm kho báu ở trên cái mảnh đất này. Và kho báu sẽ là những quả bóng. Bạn đồng chí Thành giúp tôi ạ, lấy giúp tôi 4 quả bóng. Kho báu ở đây sẽ là những quả bóng chúng tôi sẽ chôn bất kỳ ở một điểm nào đó ở trong cái khu vực này. Và nhiệm vụ là những bạn đeo bịt mắt, chúng ta sẽ phải di chuyển lên theo sự hướng dẫn của đồng đội mình để tìm được những quả bóng này nha. Rồi, xin mời hai đội sẽ chọn hai thành viên chơi đầu tiên. Bịt mắt vào đây, bịt mắt vào đây. Bị bắt chưa nhá, bật chắc kỹ nhá. Hai bên đội tự kiểm tra nhá, chúng ta không được ăn gian đâu. Người dân phải đứng ở vạch nói thôi. Đội nào tìm được nhiều kho báu nhất thì đội đấy sẽ giành được điểm cao. Phần thưởng tối nay ban tổ chức sẽ đã chuẩn bị rồi ạ. Tôi đồng chí Phúc đã chuẩn bị phần thưởng là iPhone 14 nhỉ? iPhone 14. Một gì? Công cuộc đang giấu mèo giấu. Sau khi mỗi một người tìm được là phải cởi mắt ra về ngay, xong người tiếp theo sẽ đi và truyền cái bịt mắt cho người tiếp tục. Hai người thì người nào cũng được chơi, tại vì cái người trong lúc người ta đang chuyển thì người kia đang tìm rồi, không được, không sao cả. Không sợ, cứ nhìn thấy có tìm được niềm tin. Mấy rồi, mấy quả rồi? À, số lẻ. Rồi. Tương đối nhiều đấy nha. Rồi. 2, 4, 6, 8. Rồi, ok. Rồi, hai đội đã chuẩn bị những thành viên của mình chưa? Tự giác nhá, trò này chơi phải tự giác nhá. Chúng ta cảm thấy mà nhìn thấy chúng ta phải bịt lại ngay. Chơi là vui và tự giác nhá. Cuộc bình thường thôi. Rồi, không nhìn thấy nhau, không bắt được tay rồi. Ok, Long ơi, số mấy đây? Không nhìn thấy, Phương ơi, số mấy? Ờ được rồi, ok. Nào, chuẩn bị hai đội sẵn sàng nhá. Đội mô tả chuẩn bị này. Nào. Chuẩn bị. Bay vòng tròn lấy mất hướng ấy nào. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu, đi lên. Nào, mô tả đi, Long ơi, thẳng lên. Rồi, dừng. Rồi, cái đúc kìa chơi. Nào, từ từ. Cúi xuống, quay ra tạt gần như chạm đất, xong quay ra vòng nhá. Rồi, đã hồ đồ. Nào, đứng dậy, lập đứng dậy. Không được ngồi như thế, quay, đứng dậy và cúi lưng xuống quay cơ mà. Đấy, đúng rồi. Quay gần như chạm đất. Nào, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu, đến vòng nhá. Hai. Mọi người đến vòng. 3, 4, 5. Tạt thấp xuống.
đi đây là đi đây đi đây nào, không được sát tay, chỉ dùng quả đây ạ. Đúng rồi Phúc, đúng rồi, tiếp tục đi. Đúng rồi, nào xuống Minh Anh, đi xuống Minh Anh, đi xuống đây rồi, đúng rồi, đây bên này, đúng rồi, đứng chân, đứng chân, đúng đây 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 đúng rồi. Không được hai quả thôi. Lập chưa được quả nào. Lập chưa được quả nào. Lập chưa được quả nào. Lập đi nữa. Vẫn còn 4 quả nữa. Vẫn còn 4 quả nữa. Cố lên, cố lên. Nghe đồng đội mình, nghe đồng đội mình. Mình anh ấy đi về chỗ. Mình hãy đi về chỗ. Mình hãy đi về chỗ. Đâu đâu đâu. Vẫn còn, vẫn còn 3 quả nữa. Vẫn còn 3 quả nữa. Đi đi, còn 4 quả nữa. Tôi vừa đi kiểm tra rồi, còn 4 quả nữa. Đâu. Đâu. Đi đi, 4 quả nữa. Đâu đâu. Còn 4 quả nữa, gây gần chết của huấn luôn. Gây gần chết của huấn. Rồi Lâm ơi, đúng rồi, ngay đấy người Lâm ơi. Đúng rồi, còn 4 quả, còn 3 quả. Còn 3 quả, còn 3 quả. Còn 3 quả, cố lên. Cố lên, thấy rồi. Còn 3 quả nữa. Gần thấy rồi, gần thấy rồi, đấy đúng rồi, đúng rồi. Còn 2 quả thôi. Rồi, còn 2 quả thôi. Còn đây, ngay đây thôi. Ngay đây, ngay đây. Còn 2 quả. Rồi rồi, chúng ta chỉ được 1 quả nữa rồi. Còn 1 quả cuối cùng. Thì nó chưa chưa có một quả nữa. Mỏi quá. Có một quả nữa, cố lên. Lâm ơi, cố lên Lâm ơi. Đúng rồi, gần đến rồi. Trung tâm ở giữa. Bên trái. Trung tâm ở giữa. Cố lên, cố lên. Rồi. Gì còn nữa đâu. Bỏ hết cả chân. Hôm nào cướp qua quả bóng của tôi ấy.